2024 này. Đấy, giờ thì ở trong đây có một siêu phẩm mở ra cho các bác xem. Đó, về được 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 chiếc. Đây, một hộp này thì có 5 chiếc nha các bác nha. Em sẽ mở ra cho các bác xem này. Ốc xíu luôn đấy. Có 50 chiếc thôi, cho nên là bác nào quan tâm thì phải nhanh tay để đặt hàng nhé. Không có số lượng có hạn đấy. Đó, các bạn thấy chưa, đây là siêu phẩm này. Bản CF đó. Còn video chi tiết thì tí nữa em sẽ quay chi tiết các bác xem nhé. Đây là video chi tiết của phiên bản siêu phẩm mà em mới về trong ngày hôm nay. Phiên bản bật lửa CF này thì chất liệu của nó được làm bằng đồng nguyên khối, bên ngoài được mạng chrome. Cho nên là các bác thấy này, những cái phần khắc sâu nó đều nộ cả cái nõi đồng ra nhá. Đấy, cá chép hóa rồng này. Các bác thấy họa tiết cá chép hóa rồng là một trong những cái họa tiết nghị lực, mang lại cái sự may mắn, luôn vươn lên để dẫn đến thành công trong cuộc sống nhá. Mặt sau thì được mang họa tiết hình sóng biển và những chữ cá chép hóa rồng. Đấy. Để bơm xăng và thay đá thì cực kỳ là đơn giản. Bơm xăng thì chúng ta sẽ vặn cái nút ở dưới cái nút to này. Cái nút to này là để đá dự phòng nhé. Và nút dưới này là để bơm xăng. Và thay đá thì chúng ta sẽ có một nút ở phần mộc đáy này. Để đánh lửa thì chúng ta sẽ kéo cần gạt xuống và nhả ra, lửa sẽ tự động lên các bác nhé. Rất là đơn giản thôi. Đây, kéo xuống và nhả ra, lửa sẽ tự động lên, rất là nhạy lửa luôn. Kéo cần gạt xuống một lửa và nhả ra này. Lửa sẽ tự động lên. Và giá của phiên bản này thì cũng cực kỳ là êm, cực kỳ là vừa túi cho anh em muốn mua sưu tầm hoặc là sử dụng nhé. Phiên bản này thì bên em đang bán với giá là 450.000 các bác nhé. 4 là tư, là tứ các bác nhé. 450.000. Đó, và hữu duyên cho 3 bác đầu tiên. Để này số điện thoại đầu tiên mua hàng thì em sẽ tặng kèm cho là một bình xăng như thế này. Một bình xăng lớn 133ml nhé. Dành cho 3 bác đầu tiên để này số điện thoại mua hàng. Và ngoài ra thì bên cạnh đó thì hãng cũng có cho kèm là một sợi bấc, một cái hai doang và hai viên đá, một bộ dụng cụ tháo mở. Đấy. Và nhá, hộp đựng đầy đủ cho các bác, miễn phí ship đến tận nơi các bác mở ra kiểm tra nhá. 450.000. Đó. Ở một phiên bản siêu phẩm như thế này các bác mà bỏ qua thì hơi phí nhá. Đó, về chỉ được 50 chiếc thôi, cho nên là các bác nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.